Anh Rồi. có thêm cá kiếc gì không? Không, có Chắc nghĩa là là rãnh này kiểu cá sông nó xước vào nó vẫn ở thì chứ nhỉ? đấy, thì cá này nếu thì thỉnh thoảng như các cái trên khu trên kia thì đào mấy hồ đấy, thỉnh thoảng ra bắt được, vác máy tát ra tát thì được ít cá chuối mang về ăn thôi. Vẫn có đấy. Ừ, vẫn Con có cá to nhất chuối. được khoảng bao nhiêu cân này? Anh vừa rồi bắt thì cũng bắt được con cá chuối độ mấy cân. Thế cơ? Ừ. Ui, to nhỉ? Đấy Ừ. là không cho ăn uống gì đấy Không luôn cho đấy. ăn mà nó cứ tự nhiên Hay nó là cỏ thôi. anh có thấy cái phương án bây giờ như này hay không nhỉ? Ví dụ như bà con kiểu đào sẵn ao kết hợp với cỏ nhỉ? Nuôi thêm kiểu cá chấm cỏ các kiểu ấy. Được. Không, ở đây không thể nuôi được bởi vì mình không trông nom được thì Nhưng mà chính ra như địa phương khác đúng không anh? Mình đấy, ở cỏ cho bò đúng không? Ở dưới thì có thể cỏ thừa cho cả cá đúng không? nhưng Mọi vẫn kết mà hợp, ví dụ địa phương khác an ninh tốt chẳng hạn. đúng không? Còn ở đây thì không thể nuôi được vì mình không có thời gian trông nom. Nếu mà thả xuống đây thì mình không được ăn Ừ. cho nên không thả. Còn nếu mà thả được nói là mình cứ thả xuống đây thì thôi, có các con cá chuối thì vừa rồi tát ấy cũng được con hơn 2 cân, con cá chuối là tự nhiên như trên cái anh bạt ngàn cỏ. Vẫn cả trên kia Gì nhiều, như anh em thấy anh đang cũng gọi là nhiều đấy, nó đây, cái chỗ này của anh là kịch lên tận, từ chỗ này lên tận cái cây cao đằng trên kia, tít đằng trên kia như là bây cỏ tất giờ đấy. mà tầm 32 con của anh kia thì mỗi một ngày, à mỗi một tháng đi mình tính đâu, à cũng chưa được một tháng nhỉ, mà anh mới bắt mà. Đúng Nhà không? ước chừng khoảng bây giờ cứ cứ khoảng khoảng trong một tháng thì những cái cỡ lớp cỡ đang nhỏ như thế thì mỗi tháng nó ăn được khoảng bao nhiêu sào anh? Bọn nhỏ thì nó ăn không đáng cái gì. Vì như bọn bé bé này thì ăn nó đáng gì đâu. Chủ yếu là nay mai chuẩn bị khoảng độ còn độ 3-4 tháng thì nó mới ăn mạnh rồi. Chỉ cần bọn nhỏ nhỏ này thì mỗi con độ chục cân cỏ thôi. Thế thì cũng không đáng bao nhiêu nhỉ, Đúng cứ không? nhiều cứ vẫn thừa nhiều. Đấy, có nghĩa là Nhưng mà hay được cái, nếu mà không mình lại bán được, vẫn ra tiền. nhưng mà đến mùa đông này thì như hiện tại mùa này thì mình đủ cỏ tươi để cho con bò nó ăn luôn. Đấy. Nhưng đến mùa mưa thì sẽ thừa. Đến mùa Thậm chí mưa. mà thậm chí bà con để giá 500-600 đồng là vẫn ok mà, Đúng như rồi. chăn nuôi nhiều. Mùa đông Còn cỏ cả giả tiết kia vẫn trên tiết kia vẫn đang trồng đúng không anh? đúng rồi đấy, Thường đấy là luôn. anh chỉ cắt gần nhà thôi đúng không? Có nghĩa là tất cả cứ anh cứ cắt nhưng mà nó mùa đông này mà vẫn còn cắt không trẻ. Đấy, như anh vừa rồi này, từ cái chỗ bờ này đây lên À, tận đây cái kia trên cây kia cơ. cái cột cụt kia là anh đang cắt đấy, cắt Ờ, rồi đấy là đúng vừa cắt hết đấy. không? Vừa cắt xong đang Còn đây lên. cả tất cả chỗ này tất cả đều là cỏ của anh Cái cơ. lứa này là đang được bao nhiêu thời gian rồi anh? Cái ruộng gần đây nhất của mình này. Nếu mà cái ruộng này thì đây là anh cắt là được khoảng độ 70 ngày rồi. 70 ngày tức là hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng mà nó đã cao như này rồi. Có nghĩa là Tốt đấy. 70 ngày. Thì cái đằng bên kia này mình cứ cắt từ đằng kia trước, xong rồi ra đây. Thì đằng kia cắt trước thì nó sẽ tốt hơn. Xong đến chỗ này. Đấy, mà mùa đông này mà nó vẫn cháy chẳng biết thế nào, nhưng mà như anh chăm cỏ này là quá tốt, mùa đông mà vẫn thấy nó tốt. Cái phân bò ở trong trại mình ấy là anh cho ra đi nhưng vận chuyển anh tưới tắm cách nào anh? Anh không cần phải tưới mà phân thì Vãi. anh cứ đổ thẳng vào Tức là anh sẽ xúc luống cho này xe luôn. bò đúng không? Xúc cho xe xong rồi chở xe ra đây xong rồi cứ ném thẳng, hất thẳng vào. Không, anh xúc vào cái xô sơn đó, Ừ. xong là anh đổ vào thẳng vào đây Thế luôn. 50 sào nhiều như thế thì mình đi làm vất phết đấy nhỉ? Đổ phân cũng vất nhỉ? Ừ, mỗi ngày ngày chở khoảng độ 2 chuyến phân. À tức là 2 chuyến là cứ ruộng này rồi thì Ừ, mại ruộng sau đúng không? đúng rồi. Còn hôm Nhưng trước mà như anh này là bình thường là nếu mà bón một một đợt phân này thì phải 1 năm sau mới phải bón cơ. Với lại của anh là còn thừa thì xịt xuống hầm ga. À thế làm cả bioga để Ừ. Nhà anh là cái hầm ga ấy nó phải rơi vào khoảng độ 40 khối. Có nghĩa là làm bio ra lại lấy ga tận dụng để thổi cơm rượu. À thế là lại lại còn
tức là đây đây hay này, đấy, phân thì cho vào cỏ này, đấy vừa bán cỏ, phân thì cũng lại làm bioga, bioga đấy, lấy cái chất đun nấu để cái bán rượu, nước đái của nó các thứ với xịt rửa chuồng, lại xịt xuống hầm ga. Ga xong ga, khi ga xong là mình có cái nguồn ga là ga thổi cơm, thổi sôi để làm rượu. Mình có chi phí rượu. Lại giảm chi phí về rượu. Rượu xong mình lại có cái bông rượu, mình lại cho con bò. Cho con bò nó như kiểu hóa. Nó là một cái quy trình đấy, như là tuần hoàn ấy. Có một cái gì đấy là đấy mình nhìn nghĩ ra như kiểu nó là cái gì rất là liên quan mật thiết với nhau, nó không có quy trình nào của nó. Có nghĩa nói như kiểu là một cái hệ tuần hoàn à. Cái bỗng bã của rượu thì lại cho con bò ăn. Không con bò ăn nó đái ỉa thì hót phân thì đổ ra ruộng cỏ, nước đái nó lại chảy xuống hầm ga, ga thành ga lại nấu cơm rượu. Đấy, thổi sôi ông bà bây giờ mà nhiều nhất nhé, ông bà nhiều nhất bây giờ một tháng thì đang ra thị trường khoảng bao nhiêu lít đấy? Anh thì nếu như mà rét này này thì mỗi ngày nấu khoảng 70 cân. Nhưng mà như chập vừa rồi là trời mà ấm thì men nó lên tốt thì mỗi một ngày nấu khoảng độ 140 cân gạo. Là một ngày thì nó ra khoảng độ 100 lít rượu một ngày. Tức là tỷ lệ khoảng hao hụt khoảng 40% à? Không có hao hụt. Cứ không ý em là kiểu ví dụ cứ 100 cân gạo ấy thì mình được có nghĩa là nó rơi vào gần xấp xỉ 2 cân một lít. À, tức là cứ 2 cân gạo là 1 lít. Có nghĩa không đến nó chỉ rơi vào theo mùa. Mùa hè thì nó được ít rượu hơn. Được. Nhưng mà đến mùa rượu này, cứ gió mùa đông bắc này thì nó lại được rượu thì nó chỉ cân 6, cân 7 một lít thôi. Đấy. Đi đây mình về xem qua nốt cái bioga nhé. Bây giờ vẫn đang đun nấu hả anh? Giờ vẫn đang đun nấu, có nghĩa là đi, cái... Đi mình về xe khu. Có nghĩa là nó tích tụ cả đêm ý, thì nó mạnh. Còn nếu mà ngày này thì mình cứ đun suốt ngày thì vừa đun nó lại hóa xong này đấy. Còn buổi sáng ấy, sáng ngày ra là nó cả đêm nó tự sản sinh cái nó gọi là cái khí gì đấy thì cứ qua một đêm thì đến sáng ngày ra nó đun nó phải như ga bình, nó phun kiểu như là ga ở trong bình ga luôn. Nhưng bây giờ là nó còn mạnh không anh? Bây giờ thì vẫn đang... mạnh. Có nghĩa là nó không mạnh như buổi sáng thôi. Thế bây giờ mỗi một ngày mà ông bà nhà anh vẫn là 70 cân là vẫn nhiều ấy chứ. Ra là như rượu đấy bây giờ là em biết là cái rượu loại 1 kia 50.000 rồi, nhưng bây giờ rượu trung bình đấy là đang bán bao nhiêu ấy? Và năm nay là gạo nó đắt thì đang bán 32.000. 32.000 một lít. Nhưng mà rượu ở đây nó ấy mà nhà anh có cả giấy của nhà nước cấp mà. Chứ không phải là rượu vớ vẩn. Vừa rồi vụ rượu đi anh cho em thử một chén được không? Rồi. Nhà em thì cũng ngay gần nhà anh thôi, cũng không chén thôi, không sợ lụng cua lắm. Mình cũng thuộc đường đi nước bước rồi thôi. Cũng không phải là mình không có ý nào là vừa rồi là luật cả, nhưng mà thôi cũng là một chén rượu nhà nước kiểm soát ở huyện xuống kiểm nghiệm mà cấp giấy đóng dấu hẳn hoi. Bây giờ nhá, mình sẽ xem hai cái, là một là về xem qua cái gì nhỉ, cái em ga trước nhá, sau đó thì để em thử một chén nhỏ thôi. Để hương vị xem rượu quê nhà anh nào. Đấy, anh em mình thật ra là cũng xuất phát từ cái duyên là yêu về đam mê về nông nghiệp thôi, kết nối với nhau đây. Anh đúng là đam mê thích chăn nuôi. Có nghĩa là ở đây thì nhiều người ta muốn nuôi con bò này nó vất vả. Đây là không phải quảng cáo đâu nhé, nhưng mà để tí về thưởng thức rượu rồi sẽ để cái số điện thoại của ông bà vào. Đấy, anh chị nào mà muốn mua rượu thì có thể liên hệ với ông bà. Nhắc lại một lần nữa đây không phải quảng cáo, nhưng mà không phải là quảng bá vậy vì nhà anh bán rượu này bán dân đến toàn tự đến nhà mua đây. Ông bà là làm rượu nghề rượu này được bao nhiêu năm rồi anh? Ông bà thì lâu lắm rồi, làm rượu này là từ cái thời bà ngoại truyền lại cho. À, tức là mẹ của mẹ anh, bà ngoại của anh. Gọi là bà ngoại. À, truyền nghề cho nấu rượu. Truyền nghề nấu rượu.
có nghĩa bà ngoại có phải quê ở chỗ mình đây không hay ở bà đó? Ngoại là cũng người ở làng đấy à, cũng người làng nhưng bà ngoại mất lâu rồi. Bà ngoại lại để lại mà là dạy nấu thì là nấu mà bằng như mẹ anh bây giờ cũng nấu được mấy chục năm rồi mà cũng gọi là bán quanh đây thôi chứ cũng kiểu bà con cũng cứ đến mua thôi chứ cũng bán cho các quán. Như anh bảo là một cao điểm là cái điểm cao điểm nhất là tạ mấy ngày nhỉ, tạ mấy gạo nhỉ, khoảng độ 140 cân là ngày. Cũng ra được là 70 lít một ngày đấy nhỉ, khoảng 100 lít à, chưa đến 2 cân gạo là 1 lít rồi. Ví dụ anh, như anh làm mộc kia là anh mỗi ngày bây giờ đang thừa này phải đổ ra ruộng cỏ bã đậu, bã đậu đây đúng không? Ừ, đây. Nhưng mình cũng phải lấy cho người ta căn bản là đúng rồi, mình lấy theo tháng. Tháng rồi thì ừ. Nhiều ít thì vẫn phải cũng phải vẫn phải lấy. Đi cho mình biêu gai ở đâu? Đây, có nghĩa là cái hầm của anh thì nó ở dưới chuồng bò này. Vâng. Còn cái bếp đun thì ở đây. Đây cái để xem có cháu không. Đây cái bếp đun của anh đây thì đấy có nghĩa là anh châm ông mở đây anh thử châm đi xem là ga thực tế ừ. Mà ít nữa mà kiểu con bò to tiếc kiểu phân nhiều sao là nó đấy à tập thì đây ga cực kỳ tốt đấy chứ đúng không? Đúng rồi. Mà đây là nhà anh đun sáng đun chưa? Sáng đun rồi. Đun à, đun suốt ngày. Thì nếu mà thế chắc là sáng kiểu qua một đêm nó còn to hơn ông nhỉ? Đúng không? Ngày thổi bốn những cái nồi cơm rượu cái nồi to này. Đấy thì còn lại còn tiết kiệm nó bao nhiêu tiền về đun nấu đấy nhỉ? Ừ. Đấy. Đây là bắt đầu bỗng. Đấy là đang chuẩn bị để nấu rượu á. Sáng mai cắm điện. Nấu điện sao mà em đến đây cứ thấy anh cứ ngào ngạt cả ngày. Ôi nhà bán rượu luôn. Đây với lại anh đun này bằng điện ba pha. À. Đấy. Đấy rất là tốt. Ừ. Gà đi đâu anh thử cái rượu nào mà đang có chứ không phải chất lượng tốt nhất đâu, cứ kiểu nó bình dân thôi. Đấy. Để em đây thức đi anh em đi ra quay cái chứng chỉ. Đây là do có chứng chỉ hơn đây. Có chứng chỉ nhà nước cấp. Sang bên này sẽ xem rộng hơn. Mà nói chứ không phải là rượu vỗ vẳn. Rồi rất là tốt. Ok. Rồi đi. Đây thử một chén nhé. Vẫn phải nói lại vào con. Phải để lâu mới ngon đúng không? Kinh nghiệm của ông ấy. Rồi đun càng để lâu càng Tức là nó xuống thủy hay như nào? Tức là bây giờ ông bán rượu mấy chục năm thì ông có kinh nghiệm nào về rượu này để cho nó được hảo hạng nhất không? Thì bây giờ chủ yếu là cái gạo. Do gạo là một này. Gạo ngon thì rượu ngon. Có những cái yếu tố nào mà để cho được một cái chai rượu ngon nữa không? Vâng. Có gạo là một này. Có gì nữa không? Gạo mới men có gì đâu. Men thôi. Tức là công thức thì nó cũng đơn giản. Công thức ngâm khỏi cơm, xong là khỏi cơm ngâm ủ. Nó mổ xong 10 ngày thì là... À cơm thì ban nãy là cho vào đây rồi. Cho vào ủ hết rồi. Ủ mất 10 ngày không? 10 ngày trong đến bây giờ mới cho vào rồi. Vâng. Và tôi đây cái năm cách 4-5 năm cái năm mà nó bị rượu uống chết người ấy. Vâng. Lúc bây giờ huyện cả trên huyện cũng đây 11 người. Xong là xuống ông phụ trưởng bảo ấy là bảo rồi tôi cho xuống nhà tôi kiểm tra thì người ta sẽ kiểm tra như nào đấy, xong rồi mới cấp cho cái giấy kinh doanh như là giấy phép bây giờ trên đầy gạo đây gạo lấy được mấy 4-5 tấn này gạo nếp đấy. Thường thì gạo này nhà mình sẽ nhập vào các khu vực nào? Nhập ở khu vực dưới Hoài Đức rồi ở đây nó có ở Hà Mỗ rồi. À không, tức là con hiểu là mình sẽ nhập vào các cái đại lý quanh đây rồi, nhưng mà mình sẽ ưu tiên nhé. Ưu tiên nhập gạo tức là trồng ở những khu vực nào ạ?
Trồng thì nó nhiều lắm, trong một tận miền Nam mang ra có, dưới